ta các bạn nha. Thì hôm nay 6 giờ 41 các bạn, thứ tư ngày 18 tháng 5, thì mình mới phun cứ thuốc rửa hoa hồi ngày hôm kia các bạn, ngày hôm qua, ngày hôm nay thì mình thấy bầu trời cũng khá là đẹp các bạn ơi. Nên mình áp dụng thuốc để phun chọi hột nha, hỗ trợ cho nó xanh nụ chọi hột, nó tăng đầu trái các bạn. Để nhiều khi mình thấy có hột như thế, mình không có hỗ trợ thì hột nó sẽ chai lì hột và nó vàng, nó từ từ nó sẽ rụng các bạn ơi, tỷ lệ đậu trái kém nè. Nếu mà trong cái giai đoạn này dinh dưỡng mình yếu thì nó rất dễ vàng hột, lì hột và nó rụng các bạn ơi. Đài Loan thì tỷ lệ đậu rất là mạnh luôn các bạn. Đây, cát thì hôm nay thấy rõ rồi đúng không các bạn? Còn trên đây các bạn thấy nè, hột nhóc hết các bạn ơi. Thì giai đoạn này như mình đã nói nha, rất cần thiết hỗ trợ dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng để cho nó xanh nụ, nó tăng đầu trái các bạn. Đây các bạn thấy đây, hột rất là đã luôn các bạn ơi. Thì xoài thường nó không có tỷ lệ đồng đều các bạn, cũng có bông trước bông sau nha. Thì số hiện tại nó cũng đang vũ trà, có số thì nó cũng đang có hột rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy này, bông rất là đẹp luôn, rất là hột luôn các bạn. Thì giai đoạn này á, và giai đoạn hột á, thì mình rất cần thiết để bổ sung dinh dưỡng để giúp cho cái hột nó xanh nụ, nó tăng tỷ lệ đầu trái các bạn. Nếu mà giai đoạn hột á, mình lơ tơ mơ á, thì hột nó sẽ bị lì hột, vàng hột và nó rụng nha, tỷ lệ đầu trái rất là kém các bạn ơi. Hột nó xanh nó mạnh thì nó mới có khả năng đầu trái tốt được các bạn ơi. Rồi thì giờ mình bắt đầu áp dụng thuốc để hỗ trợ cho nó xanh nụ chọi hột, tăng đầu trái các bạn ơi. Mình chia sẻ với các bạn chủ yếu là tham khảo thôi nha. Rồi các bạn, thì mình cũng cho các bạn xem sơ sơ qua để các bạn nắm được cái giai đoạn hoa của mình hiện tại nha. Thì có số nó đang vũ trà, có số nó cũng đang nở, đang xuống nhị các bạn ơi. Nói chung là tỷ lệ nó không đồng đều các bạn. Thì những bạn có làm xài thì các bạn cũng biết nha, xoài thì không thể nào mà nó ra tỷ lệ đều và đồng loạt được các bạn, cũng có bông trước bông sau nha. Thì nước mình cũng đã bơm sẵn các bạn ơi, phi mình là 220 nha. Thì cái hồi ngày hôm kia các bạn, mình cũng đã có áp dụng một cữ thuốc để phun rửa hoa sau khi gặp mưa rồi các bạn. Thì ngày hôm qua và ngày hôm nay thì mình thấy thời tiết nó cũng khá khá là tốt các bạn, nên mình bắt đầu sử dụng cái dòng dinh dưỡng chọi hột nha, để hỗ trợ nó xanh nụ, tăng tỷ lệ đầu trái các bạn ơi, hạn chế vấn đề vàng hột lì hột nha các bạn. Thì hôm nay mình sử dụng cái thằng chiên lấy nhị các bạn, chiên sử dụng cho xoài cát chu, cát và lọc. Thì cái dòng này là dòng chiên xử lý cái giống xoài là cát chu và cát và lọc các bạn ơi. Thường thì mình sử dụng các dòng thuốc các bạn, những dòng thuốc chiên á, thì nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn và hiệu quả nó tốt hơn các bạn. Hãy sử dụng và so sánh. Đây các bạn thấy đây, chiên lấy nhị, xoài cát chu và cát và lọc. Chai này là giá 80k nha các bạn. Thì nói chung là cái dòng này mình tìm hiểu, mình mới sử dụng lần đầu tiên thôi các bạn. Mình sử dụng dòng chiên nha, tại vì hiện tại trong cái giai đoạn này thì xoài của mình thì cát chu với cát hòa lọc cũng chiếm tỷ lệ khá nhiều ở trên vườn các bạn, nên mình sử dụng cái dòng chiên nha. Đây về cái liều lượng đây các bạn ơi, thì một chai 500 ml như thế này á, thì mình sử dụng được 2 phi. Thì nói chung á, dòng thuốc này á, mình cũng mới sử dụng lần đầu tiên các bạn, để mình sử dụng và mình để ý so sánh xem cái hiệu quả đến mức độ nào á, rồi mình sẽ chia sẻ công khai. Rồi các bạn cứ mạnh dạn tìm hiểu sử dụng nha. Nói chung á, thì mới sử dụng lần đầu tiên thì cũng chưa nói lên được điều gì các bạn ơi. Mình thấy cái dòng chiên lấy nhị
dành cho các chu là các lộc đây, thì mình xem thì mình thấy cũng khá là thích đây các bạn. Thường thì những cái dòng chiên thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Rồi mình cũng có kết hợp thêm cái vấn đề là ngừa bọt chỉ các bạn ơi, ngừa bọt chỉ để dưỡng hột nha. Thì dòng Imida các bạn 20XL thì cái dòng này thì cái năm vừa qua, năm 2021 á, mình đã có áp dụng rồi. Mình thấy nó hiệu quả rất là cao nha, trong cái việc phòng trừ bọ chỉ nha các bạn. Thì với liều lượng á, thì mỗi phi 50cc các bạn ơi. Chai 100ml thì mình sử dụng được 2 phi. Rồi thì mình cũng áp dụng thực tế nha, để chia sẻ với các bạn, chủ yếu là cho các bạn thêm tham khảo thôi. Thì như mình đã nói từ đầu các bạn, cái dòng chiên lấy nhị dành cho các chu và các quả lọc này á, thì mình sử dụng với cái liều là 250cc nha. Tức là chai 500ml mình sử dụng được 2 phi các bạn ơi. Và 50 thì mình sử dụng cái cống nó 50 các bạn. Cống trắng của mình là 100 nha. Rồi phần còn lại thì mình đổ vào phi thứ hai luôn. Rồi tiếp theo là Imida các bạn ơi. Chiếc liều là 50cc nha, một chai 100ml sử dụng được 2 phi. Thì cái cử mình phun cho hột này á, mình cộng thêm vấn đề bọ chỉ thôi các bạn, để bảo vệ giai đoạn hột thôi. Chứ thuốc bệnh thì mình mới phun hồi ngày hôm kia rồi các bạn ơi. Rồi phần còn lại thì mình đổ phi thứ hai nha. Rồi các bạn, thì mình cũng điểm sơ lại như hai cái dòng thuốc mình sử dụng để phun hỗ trợ xanh nụ chồi hột, tăng tỷ lệ đậu trái trong cái giai đoạn hiện tại nha các bạn. Thì hôm nay mình sử dụng cái dòng chiên lấy nhị sử dụng cho xoài cát chu và các quả lộc các bạn ơi. Thì nói chung là cái dòng này mình cũng mới sử dụng lần đầu tiên nha, để mình sử dụng và so sánh mình xem coi cái độ hiệu quả như thế nào á, thì mình mới khẳng định và chia sẻ đến các bạn để các bạn tìm hiểu sử dụng nha. Cái liều là 250cc các bạn. Chai 500ml thì mình sử dụng được 2 phi nha. Mỗi phi 2.2 các bạn. Và mình cũng kết hợp thêm 50cc Imida để bảo vệ giai đoạn hột hiện tại các bạn. Rồi thì giờ mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.